So với thời điểm đạt đỉnh là 62,3 triệu đồng một lượng được thiết lập ở cuối tuần trước, thì mỗi lượng vàng SJC hiện đã mất tới gần 9 triệu đồng. Hiện giá vàng trong nước đang được giao dịch ở ngưỡng nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 52,80 triệu đồng một lượng mua vào và 55,50 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá trên giảm 4 triệu 800.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm 2 triệu 100.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 53,40 triệu đồng một lượng mua vào và 55,50 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm 2 triệu 300.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức 53,58 triệu đồng một lượng mua vào và 55,50 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm 2 triệu 780.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Tại thị trường thế giới, giá vàng đang được giao dịch ở quanh ngưỡng 1.943,2 đô la Mỹ một ounce. Theo Kitco News, hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang xích lại gần nhau. Mức giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 54,4 triệu đồng một lượng nếu được quy đổi theo giá đô la Mỹ. Bộ Công Thương vừa nhận được phản ánh của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ về việc Hội người trồng tiêu phía Nam Ấn Độ cho rằng hạt tiêu đen nhẹ Việt Nam không đáp ứng được tiêu chuẩn có 6% hàm lượng piperin tối thiểu như quy định nhập khẩu của quốc gia này. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Công Thương Việt Nam đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ để làm rõ thông tin và yêu cầu phía bạn không đưa ra các biện pháp chính sách bất lợi đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hạt tiêu của hai nước, đồng thời thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kiểm soát chất lượng hồ tiêu xuất khẩu và có biện pháp ứng phó trong trường hợp Ấn Độ đưa ra biện pháp chính sách đột ngột gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, đồng bạc Thái tăng giá so với đồng đô la Mỹ khiến cho giá gạo xuất khẩu nước này mất lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia đối thủ. Giá phát gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giao dịch quanh mức 460 đô la Mỹ một tấn, cao hơn 90 đô la Mỹ mỗi tấn so với gạo Ấn Độ và 8 đô la Mỹ so với gạo đồng hạng của Việt Nam. Từ ngày 8 tháng 8 đến nay, giá gạo Việt Nam xuất bán trên thị trường thế giới cao hơn giá xuất khẩu gạo Thái Lan khoảng 15 đô la Mỹ một tấn. Hiện chính phủ nước này đang cân nhắc thay đổi chính sách trong xuất khẩu gạo nhằm lấy lại đà cạnh tranh với gạo các nước xuất khẩu khác như Việt Nam, Ấn Độ. Các chính sách thay đổi sẽ tập trung vào marketing, giảm chi phí sản xuất, nghiên cứu các giống gạo mới.